Miền Trung Tây Nguyên sắp bước vào mùa mưa bão với nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố về điện, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm tập trung nhân lực, vật lực để sẵn sàng ứng phó. Theo đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các tồn tại, cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện và các điểm xung yếu trước mùa mưa bão. Các đơn vị cũng sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan trong công tác khắc phục nhanh các sự cố về điện do thiên tai gây ra. Mưa bão, dông sét luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Vì vậy, thời gian qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua email, Zalo, nhóm Facebook Điện lực Đà Nẵng, lắng nghe khách hàng, khuyến cáo người dân cần chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp an toàn điện. Song song với công tác tuyên truyền, công ty cũng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng, biển quảng cáo có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, các vị trí có nguy cơ vi phạm an toàn lưới điện. Công ty đã chỉ đạo các điện lực và quản lý vận hành lưới điện cao thế tập trung phát quang hành lang tuyến, kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng các đường dây, trạm biến áp để phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn. Trong đó, đặc biệt kiểm tra rà soát các điểm xung yếu trên lưới điện 110 kV, các khu vực dễ ngập úng tại khu vực Hòa Tiến, Hòa Vang. Đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý hệ thống bơm kiểm tra rà soát đường dây, trạm biến áp các điểm bơm chống ngập trọng điểm của thành phố tại các địa bàn quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Bình Sơn. Trước khi bão đổ bộ, công ty đảm bảo chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, phương tiện vận tải, tăng cường trực chỉ huy, trực xử lý tại tất cả các trụ sở, trung tâm điều khiển lưới điện và các trạm biến áp 110, sẵn sàng xử lý khôi phục điện nhanh nhất sau khi bão tan. Bên cạnh đó, các điện lực thuộc công ty thường xuyên liên lạc phối hợp với các ủy ban nhân dân quận, huyện, nơi địa bàn với các khu vực ngập lụt để cắt điện đảm bảo an toàn cho nhân dân và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi khôi phục điện sau bão. Mùa mưa bão năm nay dự báo sẽ diễn biến phức tạp, do vậy việc triển khai sớm, chủ động và kịp thời các biện pháp đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão của Công ty Điện lực Đà Nẵng sẽ góp phần ngăn ngừa sự cố khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ đời sống người dân trên địa bàn thành phố.